định số 1111 ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020. Thực hiện nghị quyết số 05 ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến đến năm 2030. Thực hiện chủ trương lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy về tiếp tục dùng đất liên kết sản xuất nông nghiệp, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã. Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Phủ Gia Thiên và Ủy ban nhân xã hợp tác xã nông nghiệp Phát Phong tổ chức lễ ký kết hợp đồng thuê đất sản xuất nông nghiệp, mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch công nghệ cao và bàn giao tiền. Về dự hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu của tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vi Văn Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về dự còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các sở, ban ngành của tỉnh, các đồng chí báo đài, truyền hình của tỉnh về ưu tiên của tỉnh. Đại biểu của huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lã Trường Sinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Nho Quan. Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban dân huyện, các phòng ban ngành của huyện. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu của công ty trách nhiệm hữu hạn Phủ Gia Thiên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty và các đồng chí trong công ty về dự hội nghị. Đại biểu ở xã, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư, chủ tịch các xã Văn Phương, Yên Quang, Lạc Phong và các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn và đại diện các hộ gia đình cho thuê đất của xã Văn Phong. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các đồng chí, về chương trình của nội dung làm việc, xin có các nội dung như sau. Một là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phủ Thạch Thiên lên triển khai cái nội dung thông qua ý của công ty và ký kết hợp đồng giao nhận tiền. Hai là hội nghị thảo luận ý kiến là đại diện hộ gia đình cho thuê đất. Ba là ý kiến phát biểu của lãnh đạo, một ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh và một ý kiến của lãnh đạo huyện. Sau đó là đến ký kết giao nhận tiền. Và kết thúc hội nghị thì mời các đồng chí đại biểu đi tham quan thực tế là cái khu đất hiện nay công ty đang làm. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Toản, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phủ Thạch Thiên lên triển khai nội dung của công ty và ký kết hợp đồng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí. Có sự định cảm trọng của ban dân tỉnh của mình, bí thư anh sinh, bí thư huyện ủy Nho Quan, bí thư các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành, bí thư toàn thể hội nghị. Cùng với chủ trương của chính phủ và của nhà nước và trực tiếp là chủ trương chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh Ninh Bình thì trong những năm qua anh em chúng tôi là doanh nghiệp, doanh nhân doanh nghiệp với cái khả năng và với những cái ngành nghề kinh doanh rất là đa dạng, nhưng trong cái thời điểm hiện nay thì cũng là anh em chúng tôi là doanh nghiệp và cũng hội doanh nghiệp doanh nhân trẻ của tỉnh Ninh Bình, cùng với như thế là sự quan tâm của chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh, anh em chúng tôi doanh nghiệp cũng có một cái suy nghĩ rằng là trong cái ngành nghề kinh doanh ấy, thì có thể là doanh nghiệp làm rất nhiều việc, nhưng mà trong cái cuộc họp gần đây của kỳ 3 của hội đồng dân thì ở đây đồng chí Đinh Trung Phụng là phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng có cái chỉ đạo và cùng trong cái cuộc họp đấy thì anh em tôi cũng nắm bắt được là cái chủ trương của đảng và nhà nước đang quan tâm đến các ngành nghề và nhất là quan tâm đến người dân, làm cái gì cũng nên quan tâm đến người dân. Thì cùng sự chỉ đạo đó, anh em chúng tôi là với cái khả năng là một cái đơn vị cá nhân, là một đơn vị có kinh doanh nhiều nghề, nhưng mà đặc biệt là anh em tôi là
lại là trong hoạt động trong các cái hội doanh nghiệp của tỉnh Ninh Bình. Thế thì để mà nắm bắt được cái chủ trương của nhà nước để truyền tải tới những cái ngành nghề kinh doanh, đối với chúng tôi là hoàn toàn mới lạ, nhưng mà chắc chắn một điều là chúng tôi cũng xin hứa một điều là với cái khả năng quan hệ và nắm bắt được cái chính sách của Đảng, Nhà nước, và với khả năng quan hệ với tất cả các đối tác, thì doanh nghiệp chúng tôi có khả năng về vốn, về nhân lực, về kỹ thuật và về nhiều mặt thì có thể đến với bà con nông dân ở các địa phương là có thể là rất sớm, và có thể là bắt tay vào ngay việc, và cũng có thể là đem đến những cái sản phẩm nông nghiệp sạch và có năng suất cao. Đấy, thì trong cái điều kiện mà anh em tôi có được như thế thì anh em tôi cũng rất là vui, và cảm thấy như thế là cùng với bà con, nhưng mà dưới sự chỉ đạo của thường trực tỉnh cũng như thường trực huyện. Thì cách đấy ít ngày, thường trực huyện Nho Quan trực tiếp là đồng chí Sinh Bí Thư đã tổ chức một cái cuộc họp bất thường và triệu tập tất cả các cái xã mà 8 xã lên. Thì cho đến ngày hôm nay thì báo cáo với hội nghị, báo cáo với cục là hiện nay bây giờ ngoài cánh đồng ngay đằng sau đây thôi, tức là chúng ta tìm nữa sau đây thì chắc là chúng ta sẽ có một cái chuyến ra đến tận như là hội nghị đầu bờ. Thì chúng ta cảm nhận một điều là nếu như doanh nghiệp mà cùng đồng hành với bà con, chắc chắn là chúng ta sẽ đem đến những cái hiệu quả cao, các cái sản phẩm tốt, và cũng là đóng góp những cái nộp ngân sách nhà nước, hoặc là bố trí công an việc làm, hoặc là người dân có nguồn thu ổn định. Thì với công ty thì cũng rất là cảm ơn thường trực huyện Nho Quan và các thường trực các xã đã tạo điều kiện tuyên truyền và phổ biến tới bà con, và bà con ở các xã hiện nay bây giờ đang có cùng với chủ trương của thường trực huyện và tỉnh, và đã như thế là ký kết với, bắt đầu buổi nay là buổi đầu tiên là ký kết với công ty chúng tôi một cái diện tích tại xã Văn Phong này vào khoảng trên dưới 20 ha, và hy vọng là trong những cái giai đoạn tiếp theo tại huyện Nho Quan này chúng tôi có được những cái diện tích vào khoảng 200-300 ha, thì chúng tôi là những doanh nghiệp và những người có thể là cầu nối cùng với bà con, có thể là có những cái mối quan hệ, kể cả như là các cái hàng hóa chất lượng nông nghiệp sạch và chất lượng cao có thể đưa về đến tận nơi với bà con, và kể cả như là bao tiêu sản phẩm, và đem lại một cái gì, một cái hợp tác cùng phát triển, đó là doanh nghiệp là có công ăn việc làm và bố trí công ăn việc làm, và kể cả như là với bà con là có cái nguồn thu ổn định. Và cũng mong rằng qua đây thì đây là bước khởi đầu, cũng công ty tôi rất mong muốn như thế là với cái sự chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân tỉnh và thường trực huyện Nho Quan tạo điều kiện giúp đỡ quan tâm để anh em chúng tôi doanh nghiệp có một cái diện tích, và cùng với bà con như là sự gắn kết với bà con để làm sao như thế là biến cái mảnh đất đó, ví dụ như là trước kia mảnh đất nhìn thì bây giờ từng hộ gia đình thì chúng ta đều biết rồi, nó rất là manh mún, nhưng bây giờ khi các đồng chí ra đến ngoài đó rồi thì thấy một những cái thửa ruộng ta cứ cảm tưởng giống như là đang đến nước ngoài ấy. Nên là đấy, áp dụng công nghệ cao là cái gì, hoặc đem lại cái chất lượng sản phẩm như thế nào, thì tất nhiên là phải có một hồi sau một khoảng thời gian nữa, không lâu sau 3 năm sau thì bà con sẽ chứng kiến là một cái niềm vui rất là vui nhân đôi giữa doanh nghiệp, nhân đôi với người dân, đúng không? Thế thì cũng một lần nữa cho phép tôi là cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, hội dân, ủy ban nhân tỉnh, và nhất là tại đây là thường trực của huyện Nho Quan đã tạo điều kiện, và sự quan tâm của bà con đã như thế là đồng lòng cùng với anh em doanh nghiệp chúng tôi để mà đưa cái diện tích sản xuất đất công nghiệp có những cái sản phẩm chất lượng sạch và chất lượng cao. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Thay mặt tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng chương trình đại diện cho hội cao người đất, đại diện cho hội trang là đến phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Bình thường tôi định là một khách quý, bình thường của mình. Hôm nay bản thân tôi được thay mặt
100%. Và trước hết là chúng tôi xin gửi tới các vị lãnh đạo, các vị quý cùng là đảng viên là chúc sức khỏe, chúc buổi ký kết thành công tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, thì tôi muốn nói là khi công ty về ký kết với bà con bước đầu thì cũng còn nhiều khó khăn do cái nhận thức của một số hộ chưa hiểu được và chưa thấy hết được cái lợi ích giữa người nông dân, giữa người có thu với lại doanh nghiệp, và cho nên là bước đầu còn nhiều khó khăn thực trạng. Nhưng mà do có sự lãnh đạo chỉ đạo cương quyết của đảng ủy ban, sự vào cuộc của các đảng này, thì từng bước nhân dân đã được thực hành cái việc doanh nghiệp đem đến cho nhân dân được lợi gì. Thì qua cuộc hiện nay thì chúng tôi cũng mặt phần nào thay mặt nhân dân phát biểu cảm nhận cái đường đối với lại nhân dân Văn Phong. Thực tế mà nói thì từ trước đến nay nhân dân Văn Phong thu nhập nếu nhìn đất của mặt trồng lên thủ thì không bao giờ có cái thu nhập cao, bởi vì cũng chỉ đóng hơn một tạ, trừ chi phí sản xuất đi thì cũng được 5-7 cân trên một sản. Thế nhưng mà đến giờ này doanh nghiệp này đã cho bà con chúng tôi một cái thu nhập trước hết là thu nhập cao trên một cái diện tích mà không phải bớt đi được cộng đồng. Cái thứ hai là chúng tôi được từ cái mô hình này chúng tôi được một cái công ăn việc làm, từ đó cũng phần nào tăng thêm cái thu nhập cho người dân, từng bước làm giàu cho gia đình, cho địa phương. Đấy là cái đường thứ hai. Cái đường thứ ba là chúng tôi cảm nhận sau khi công ty nếu như không làm được thì chúng tôi được một cái tiến bộ khoa học từ cái thực tế, không những cái học nào bằng cái thực tế, từ lý thuyết có cái không được bằng thực tế, mà cái bài học thực tế là bài quan trọng. Mà do chúng tôi từ những vấn đề chúng ta, chúng tôi cảm thấy là chúng tôi được ba cái, mà lại từ cái vấn đề này chúng tôi cũng có mong muốn rằng cục kiến đại diện cái đại các cấp luôn quan tâm tác mọi điều kiện, tác nhiều công việc cho văn phòng, cho bà con chúng tôi, để chúng tôi còn có điều kiện xây dựng kiến thiết với địa phương hơn nữa. Cuối cùng một lần nữa tôi xin chân thành cảm kính chúc các đồng chí lãnh đạo, kính chúc tất cả các vị đại biểu quý, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị phát biểu của ông chị đại diện cho các công tác của dân cho thuê đất. Kính thưa các đồng chí, mặc dù công việc cuối năm bận rộn nhưng mà quan tâm của tỉnh ủy và ban thân nhiệm rất vinh dự cho hội nghị cho thuê và cung cấp đất hôm nay được có đồng chí đi chủ phụ ủy viên ban thường vụ về dự hội nghị, và xin trân trọng kính mời đồng chí cán bộ ủy ban dân tộc diễn phát biểu. Kính thưa đồng chí Lại Trường Sinh, thưa bí thư, thưa tất cả các đồng chí, thưa các bác, các anh, các chị, những người nông dân đang canh tác trên mảnh ruộng ngàn đời ông cha để lại, hôm nay đã có mặt tại cái hội nghị để chuyển một cái bước ngoặt mới, đó là chúng ta sang một cái phương thức, hình thức sản xuất, phương thức canh tác, trong đó có ứng dụng khoa học công nghệ và một cái sự liên kết giữa doanh nghiệp, người nông dân, tổ chức sản xuất, đó là hợp tác xã. Bây giờ tới đây chúng ta cùng với nhà khoa học, và cái thứ năm nữa là với thị trường. Tôi rất phấn khởi về dự. Trước hết tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo huyện, xã, các bác, các anh, các chị và con nông dân của xã Văn Phong nói chung và của các hộ dân cho thuê đất hôm nay nói riêng lời chào, lời chúc sức khỏe và chúc mô hình của chúng ta thành công tốt đẹp. Thay mặt ủy ban dân tỉnh, ban chỉ đạo về tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, xin được ghi nhận biểu dương cái tinh thần trách nhiệm, tình cảm với người dân, cũng như là cái suy nghĩ trong cái góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến theo tinh thần nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng nhân dân với một doanh nghiệp của tập thiên
thưa bà con là anh Lê Văn Toàn là chủ tịch hội doanh nghiệp trẻ, hôm nay cùng với mấy doanh nghiệp trong hội doanh nghiệp trẻ cùng đến, cũng là người tham gia tích cực vào hoạt động chung trên địa bàn tỉnh, lại là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quá 10 nữa, cho nên cũng với trách nhiệm của mình là người doanh nghiệp doanh nhân, nhưng cũng là trách nhiệm của người đại biểu của dân tham gia cùng nhân dân tìm được một cái cách thức sản xuất mới hiệu quả hơn. Về cơ chế và chính sách thì đã được doanh nghiệp cùng với xã hợp tác xã dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thường trực huyện ủy tham gia cùng với nhân dân và ban nhân dân, tôi thấy là trực tiếp ở đây thì bí thư cũng đã trao đổi thống nhất với bà con. Tôi cũng rất là cảm kích anh Trinh vừa phát biểu hôm trước tại lễ đón nhận xã văn phong chuẩn nông thôn mới, cũng đã phát biểu cũng nói lại cái lịch sử, cái quá trình từ trước thế này. Tôi thì công tác ở đây từ những năm 80, cũng biết bác Thơi trước đây là chủ nhiệm của xã, cũng gắn bó quê hương. Ông Trinh hôm nay là đại diện cho người dân trực tiếp cho thuê đất, cũng thể hiện rất là trăn trở. Cái mới thì bao giờ cũng khó, khó từ nhận thức, khó từ cách làm ăn, nghĩ thế nào, rồi băn khoăn sẽ có hiệu quả gì không. Đấy là những lần lần băn khoăn của mỗi người, của người dân. Thì cái chia sẻ đó là tôi thấy rất đúng. Nhưng mà đặt một cái niềm tin rất lớn vào cái chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, của tỉnh, và cái sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của huyện, cũng như là sự tham gia đầy trách nhiệm, đầy tình cảm, tâm huyết của doanh nghiệp hướng tới lợi ích của người dân, tin tưởng cái mô hình này sẽ thành công. 3 tháng nữa chúng ta sẽ thấy được thành quả của nó, và tôi rất mong các cụ, các bác, các anh, những người trực tiếp sản xuất trên mảnh đất văn phong này, trong đó có anh Trinh, sẽ tiếp tục truyền tới thông tin nhiều tới bà con từ kết quả. Thế rồi là tiếp tục tuyên truyền vận động để có nhiều người cùng tham gia. Văn phòng sẽ có nhiều cánh đồng để đã được diện tích lớn, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả cao, để toàn xã chúng ta thực sự là một cái xã nông thôn mới toàn diện, nhưng mà hướng tới một cái sự phát triển bền vững, một cái kiểu mẫu, không chỉ là hạ tầng, không chỉ là thiết chế văn hóa, không chỉ là cơ sở vật chất, mà còn là đổi mới cái sản xuất để nâng cao hiệu quả, nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao cái đời sống nói chung, trong đó có đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người dân. Tỉnh ủng hộ, có chính sách cụ thể, rất mong bà con xã Văn Phong là tiếp tục trước hết là triển khai theo sự hướng dẫn của doanh nghiệp, cộng đồng của doanh nghiệp với hợp tác xã để chúng ta triển khai. Thứ hai là góp phần cùng giữ gìn bảo vệ cái thành quả, cả một cánh đồng vậy nhưng không có bà con bảo vệ cũng làm được. Châu bò nếu mà mình không có cái tuyên truyền tốt, có khi là thả vào thả rông sơ ý cái có thể là hỏng. Nên là mỗi người tham gia đều là mỗi người có trách nhiệm trọng nhiệm bảo vệ cái thành quả đấy ngay từ đầu. Xin thay mặt thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo ban dân, ban chỉ đạo của tỉnh, xin rất hoan nghênh huyện ủy Nam Quan, đảng ủy xã Văn Phong, và tới đây là nhiều xã Văn Phương, thế rồi là Lạng Phong và Văn Phú nữa, Văn Phú nữa lên sẽ có những mô hình chúng ta lan tỏa. Xin cảm ơn bà con đã đồng tình ủng hộ tham gia chương trình này. Xin chúc sức khỏe tất cả mọi người cùng gia đình mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, đón năm mới mọi sự tốt lành. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa về trách nhiệm để phát hiện lãnh đạo chỉ đạo, hai là có cái nguồn động viên để cho cán bộ và nhân dân xã Văn Phong trong thời gian tới sẽ cố gắng sẽ làm sao để đưa cái tích tụ dụng đất và làm kinh tế phát triển cao, thu nhập nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Kính thưa các đồng chí, để
trực tiếp lãnh đạo của thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện và các ban ngành của huyện trong những phong trào thực hiện các nghị quyết của cấp cấp và trực tiếp chỉ đạo của thường trực huyện ủy. Thay mặt ban tổ chức và dự cái hội nghị hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Trường Sinh, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy vừa qua lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí của xã Đông Phong, thưa toàn thể bà con nhân dân. Trước hết là thay mặt ban thường vụ huyện ủy, tôi xin được trân trọng cảm ơn đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ông chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp trẻ Lê Toản của tỉnh Hưng Bình đã về đầu tư và làm việc trên địa bàn. Thưa anh Phụng, là như vậy là từ khi triển khai từ hôm 8/12 cho đến nay thời gian rất là gấp, còn vướng qua một cái đón nông thôn mới của xã. Nhưng mà thay mặt ban thường vụ huyện ủy, chúng tôi cũng rất là biểu dương ban thường vụ đảng ủy xã Văn Phong, cá nhân đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch có một quyết tâm rất cao, và cùng với quyết tâm của ban thường vụ thì cũng như cái ý kiến phát biểu của phó chủ tịch tỉnh, giá như huyện ta mà có nhiều trưởng thôn như thôn Trác Trịnh vừa rồi, thôn Trác, thì chắc là cái việc triển khai đường lối chủ trương chính sách của đảng xuống đến người dân sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Bản thân điều của ông Trịnh ấy, nó là chính là cái định hướng mà ban thường vụ huyện ủy cũng thảo luận. Và vừa rồi thì họp hội đồng nhân dân huyện thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng là cái mục đích để trả lời cái câu hỏi được về kinh tế, được về mô hình, được về bài học kinh nghiệm. Một người nông dân mà ở dưới một thôn mà nhận thức cái việc này, vậy thì chúng tôi thấy là rất là mừng và mong rằng thì cái công tác tuyên truyền làm sao đấy để đến nhiều người nữa. Thưa anh Phụng, là hôm nay chúng tôi mời các đồng chí chủ tịch các đoàn thể đi dự. Thì bây giờ chúng ta tuyên truyền thì cũng rất là nhiều, nhưng mà tuyên truyền cái gì thì trước hết cũng mong các đồng chí là phải bám vào nghị quyết của tỉnh ủy phát triển nông nghiệp, mà trực tiếp là người chỉ đạo để mà soạn thảo rồi thì thảo luận để nghiên cứu là đồng chí phó chủ tịch Đinh Trung Phụng, và cái người khuyến khích của cái phát triển trên cái lĩnh vực này vừa là trách nhiệm trên cái lĩnh vực phụ trách nhưng mà vừa là trách nhiệm của người con quê hương. Tổng xin báo cáo với anh Phụng là ký thì hôm nay hai xã ký, nhưng mà cái việc triển khai này thì hiện nay là Phú Lộc đã làm, Sơn Hà đã làm, chỗ Thạch Bình đã làm và một số xã khác, thì các đồng chí bí thư chủ tịch xã là rất là quyết tâm, mặc dù là cái thời gian đối với Văn Văn Phong bây giờ là rất là gay gắt với nông thôn mới. Thì hôm nay xin được phép là thay mặt là cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện đến xã, xin được báo cáo với đồng chí phó chủ tịch và trao đổi với đồng chí chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp một ý ngắn gọn mà tôi lại nhắc lại trong cái buổi sơ kết ban đầu tôi tháo với nhau, là đây là chúng ta không đi làm phong trào mà chúng ta đang đi làm kinh tế, mà đã làm kinh tế thì doanh nghiệp phải có lãi, người dân phải có lợi. Hai cái ý này nếu không gặp được nhau thì rất khó làm được, không thể đi tuyên truyền được. Nhưng mà để người dân có nhận thức được, có nhiều cái ý kiến phát biểu như ông trưởng thôn vừa nói, thì cái trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phải đi tuyên truyền. Sau khi đã thống nhất với doanh nghiệp, đồng chí ông trưởng thôn vừa rồi đã rất đúng, và chính tôi cũng đã xuống rất nhiều người dân là muốn làm nhưng mà cứ băn khoăn một cái gì đấy nói tôi không nói lên được. Thế nhưng mà cái việc để nắm lại đường lối chủ trương chính sách của đảng, và cũng xin báo cáo thật bên Phụng là của kể cả cán bộ lãnh đạo của chúng chưa quyết liệt. Chúng tôi đã ngồi riêng với một vài đồng chí chủ tịch ủy ban cũng thừa nhận là đúng là chưa quyết liệt, báo cáo về là ngại khó, ngại khổ, né tránh, và hoặc thì giỏi nhưng mà đi ra đến cái cụ thể thì sợ va chạm. Tôi rất đồng tình ý kiến của anh Nguyên chủ tịch ủy ban Văn Phương, nếu mà không tận nơi mà cứ ngồi trên này thì chỗ nào cũng khó. Vào đến nơi mà đối chất sẵn sàng họp đến từng chi hộ, thì đấy là cái mà thực trạng chúng ta đang vướng trong cái triển khai. Trong nhiều nguyên nhân thì có một nguyên nhân là cán bộ của chúng ta, hệ thống chính trị của chúng ta nặng về hành chính, không biết tâm tư nguyện vọng cái khó của người dân như thế nào. Lúc đầu báo cáo đồng chí là tôi cũng bài toán một cái chuyện đơn giản là tại sao có lãi mà không làm, nhưng mà sau khi đọc mãi và nghiên cứu mãi lại cái câu của các cụ tôi nói là lấy công làm lãi, và cái sự cần cù lao động của người nông dân thì mới người ta cho thuê được. Các anh về tính toán lại
và vẽ lại mô hình, đưa lại máy tính, lại chỗ này, mới thấy là người ta chấp nhận cái mưa nắng đó, cái vất vả đó để mang lại thu nhập. Chúng ta không muốn cho người ta cái đó, thì cái chuyện này nó rất dài. Đấy. Nhưng chúng ta phải hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân mà đi vận động. Cái thứ hai nữa là cũng xin báo cáo với anh Phục, mà cũng là muốn trao đổi với chủ tịch hội doanh nghiệp là có lẽ là anh Toàn cũng về đây cũng cảm nhận được cái sự quyết tâm của huyện xã, và chúng tôi xin cam kết tiếp tục bằng những cái việc làm cụ thể là cấp ủy chính quyền. Hôm nay là trong mới đây báo cáo Phục, tôi có mời đồng chí đại tá trưởng quan huyện dự để biết rằng là trên địa bàn đang xuất hiện một cái việc như vậy, và cái việc này như anh Phục nói là phải coi cái việc của doanh nghiệp như việc nhà, chứ nếu không thì trông quạt mà phá khoai tây chín rồi mà ra phá thì doanh nghiệp nào làm được. Thì ý ông chí chủ tịch ủy ban nói cái câu này và cũng báo cáo với anh Phục cũng trùng với mấy cái ý của đồng chí chủ tịch xã, bí thư xã nói những câu rất hay là hãy coi cái việc của doanh nghiệp như việc của xã, gắn kết vào, nắm tay vào, cùng nhau bảo ban nhau làm thì lúc bấy giờ cũng có thể làm được. Thì nếu như mà chúng ta không mà vào được rồi mà chúng ta không giữ được thì khó bảo. Thế còn lãi thì lỗ như nào thì chúng ta phải tự hạch toán cho nó rõ. Thì chúng tôi xin một lần nữa thấy rằng đây là một chủ trương đúng đắn để cơ giới hóa trong nông nghiệp, tích tụ dụng đất để phát triển cánh đồng mẫu lớn. Thì xin đề nghị các đồng chí chúng ta là trong hệ thống chính trị phải nắm được cái chủ trương này để biến cái nghị quyết, biến cái chủ trương thành một cái việc làm cụ thể. Rất được biểu dương một lần nữa ban thường vụ đảng bộ xã, đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch của văn phòng. Và sáng nay tôi cũng xuống kiểm tra cánh đồng, tôi thấy rằng là trước mắt là nó mang lại một cái nhận thức rất lớn, rất đúng như ông trưởng thôn vừa nói. Công việc về mặt nông nghiệp thì nó cũng còn rất nhiều rủi ro, còn rất nhiều khó khăn. Để mong rằng những cái gì thuộc trách nhiệm của cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã, và đặc biệt là sự phối hợp của các cơ quan. Hôm nay cũng mời chi cục thủy nông cũng làm được. Có điều ạ. Anh này là rất là quan trọng. Báo cáo với cục, bởi vì cây trồng mà không có nước thì chết ngay. Tôi xin đề nghị đây là một chủ trương của huyện và đặc biệt là một sự quan tâm của thường trực thường vụ huyện ủy. Cho nên chúng tôi rất là mong là công ty thủy nông các anh đặc biệt quan tâm cho những cái nơi mà như thế này để đảm bảo làm sao tránh những cái rủi ro, tránh những cái hỏng hóc mà do trong quá trình thiếu thốn nước vật tư gây nên. Thì chúng tôi mong một lần nữa là doanh nghiệp sớm hơn nữa, cụ thể hơn nữa, rõ ràng hơn nữa và quyết tâm hơn nữa để triển khai cái trọng lớn. Về phía huyện và phía xã, chúng tôi xin cam kết là tạo điều kiện đến mức tối đa cho doanh nghiệp, kể cả về thủ tục hành chính, con người, sự động viên, và cũng xin nói luôn là tất cả những cái chế độ về thủy lợi phí trước đây người dân có chưa đất nào thì đến nay huyện đã quyết tâm là việc là để lại cho doanh nghiệp đúng theo cái phương án như vậy. Thì cái đấy là cái ban đầu, sau đó thì chúng ta cùng nhau làm tiếp. Muốn nói thì nói rất là nhiều, thì có lẽ là sau đây thì xin mời cái chương trình là các đồng chí tiếp tục có buổi ký kết. Thì thay mặt ban thường vụ ủy thì xin kính chúc đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa ông, thì thay mặt cho ban tổ chức và thay mặt cho lãnh đạo ủy ban dân xã và ban thường vụ, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí vừa đầu tiên và vừa chỉ đạo. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp thu các ý kiến và sẽ phối hợp với doanh nghiệp để làm sao để làm có hiệu quả để phối kết hợp và liên kết làm sao đảm bảo về các bộ mặt, về lĩnh vực, về kinh doanh. Tôi cũng xin báo cáo đồng chí vậy. Báo cáo đồng chí tiếp theo là đến phần ký kết hợp đồng. Cũng xin báo cáo đồng chí phó chủ tịch tỉnh và đồng chí bí thư huyện, thì chính là cái công việc nhanh trên về ý làm về cái bài bản về đến diện tích của các hộ và đến từng người ký, thì cái này chúng tôi mới ký các chủ trương và các hộ nhất trí và cái tổng diện tích. Trên hôm nay là cũng xin ý kiến với các đồng chí đây, thì chúng tôi cũng thương thảo với bên đại diện công ty là ký cái tiền đặt cọc. Thế trước hết là tiền đặt cọc, thế sau khi chúng tôi nhận cái tiền đặt cọc thì là chúng tôi sẽ trách nhiệm ủy ban xã, mà tôi là người trách nhiệm quản lý, tôi chịu trách nhiệm là cái tiền này. Thế sau khi xong thì khi đầy đủ và diện tích từng hộ gia đình thì lúc đó là hợp tác xã sẽ ký kết với các hộ dân và trực tiếp là hợp tác xã sẽ chi trả hộ dân dưới sự giám sát của ban dân và đi vào hợp đồng cụ thể. Thế là sự báo cáo vậy.
Thế thì tiếp theo thì cái ký về cái nhận cọc thì là xin mời đồng chí Lê Văn Toản là giám đốc công ty và tôi là trực tiếp là chủ tịch ủy ban nhân xã sẽ ký vào cái gọi là cái hợp đồng thương thảo để nhận và giao tiền. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Đinh Trung Thu lên chứng kiến và đồng chí Lã Trường Sinh lên chứng kiến việc ký kết và giữa giám đốc doanh nghiệp và giao cho chủ tịch ủy ban xã làm. Thì báo cáo các đồng chí thì cái này thì cũng có người quản nhận an đến hôm nay là nhận tạm luôn, còn về sau này thừa chúng tôi trả lại thiếu thì doanh nghiệp đưa thêm. Tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng, đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiến thiết sắp xếp giang sơn, những bàn tay anh dũng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho tình yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi, đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đã
bắt đầu từ ngày hôm nay. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai, chuyện trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạnh sống cho đời. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em, cho nửa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân về. Sống sống với ai, chuyện trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạnh sống cho đời. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em, cho nửa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân đến.